Những con đường ngập trong rác thải, những tuyến mương đặc quánh, đen ngòm, những hồ nước đang dần ô nhiễm, và biển không hẳn nơi nào cũng trong xanh, sạch đẹp. Làm thế nào để giữ cho môi trường nông thôn luôn trong lành? Mà quan trọng nhất là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho chính người dân. Đây là câu hỏi luôn thường trực đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trước tình hình đó, bám sát chủ trương của Trung ương, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo hướng dẫn thành lập, ra mắt 5 đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã. Mỗi đội có 15 thành viên là những lực lượng nòng cốt trong tổ chức đoàn và cán bộ của các tổ chức đoàn thể cấp xã. Từ tháng 8 năm 2018, 5 đội tuyên truyền bảo vệ môi trường của Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các đội nhanh chóng phát huy sức trẻ, sự sáng tạo và đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Hôm nay, đội tuyên truyền bảo vệ môi trường của xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân đã đến với gia đình ông Phan Bình Dương tại thôn 3, xã Cổ Đạm để tuyên truyền cách phân loại và xử lý rác thải. Cứ 2 tuần một lần, đội sẽ đến từng nhà dân tuyên truyền hoặc ra quân vệ sinh môi trường. Thông qua các buổi sinh hoạt ý, và các buổi sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đội thì chúng tôi tuyên truyền đối với các bạn đoàn viên thanh niên và về cách sử dụng các phân loại rác và để cho các bạn ấy hiểu hơn. Thì các bạn ấy hiểu hơn thông qua đó thì các bạn ấy thực hiện và có thể là vận động gia đình hoặc là người thân, hàng xóm có thể thực hiện phân loại rác để các cái loại rác được phân loại ra thì có thể là tốt, thải ra môi trường có thể thuận tiện hơn và cái tốt cho cái việc thu gom của các cái tổ thu gom rác thải hàng tuần hàng tháng. Đối với ông Phan Bình Dương cũng như người dân của xã Cổ Đạm nói chung thì trước đây rác sinh hoạt trong gia đình thường đổ tại bờ sông, hồ, ao, công rãnh hoặc thu gom tập trung, nhưng chưa biết cách phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ. Lượng rác này sau khi bị phân hủy sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến chất lượng nước mặt, nước ngầm trong khu vực. Vậy nên, khi được các bạn trẻ hăng say nhiệt tình tuyên truyền về cách phân loại rác thải và những lợi ích của nó, ông bà đã bắt đầu áp dụng. Thực ra ngày anh dư đó là cứ đủ nhào một thùng. Mà đồ nhà vô một thùng đó thì có nghĩa là loại thì được, loại khốn, thậm chí có khí tôi nó là đủ rác gốc chuỗi, nó là rác nó là ăn phân hủy rồi phải lặt đi quăng hay đốt. Từ khi có phân loại rồi là tôi chia ra 3 loại, chứ mà đâu thực tế là có 2 loại thôi. Một cái loại mà từ phân hủy rồi là tôi đủ gốc chuỗi rồi thì tôi nó là thức ăn thừa tôi xuống cho cá đi. Chứ còn phân hủy được với lại tái chế được nó thì cái tái chế thì ít. Chứ mà không tái chế được là cái bao bọc bằng đồ nó tôi để riêng. Không chỉ phân rác tại nguồn, ông bà còn biết tận dụng nguồn thực phẩm dư thừa để làm thức ăn cho cá hoặc ủ phân, gom rác tại vườn để bón cho cây trồng. Đến nay các hộ dân tại xã Cổ Đạm đã bắt đầu thay đổi thói quen bỏ chung các loại rác vào một thùng bằng việc phân chia từng loại vào những thùng chứa khác nhau. Cứ thế, những ngôi nhà đã khang trang sạch đẹp, những con đường nhếch nhác ngày nào dần được thay thế bằng những con đường hoa rực rỡ, văn minh. Không chỉ ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, vùng quê Thạch Hải cũng có sự đổi thay thấy rõ. Khi du khách đến đây tham quan và nghỉ dưỡng, sẽ được chiêm ngưỡng con đường hoa ven biển dài 90 mét. Đây là sáng tạo của đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Khi tuyên truyền, vận động và kết hợp với các bạn đoàn viên thanh niên trong xã, sử dụng lốp ô tô cũ để tạo thành những bồn hoa ngộ nghĩnh và đẹp mắt. Với những con đường hoa mà đoàn xã đã làm thì cảm thấy nhìn vào thì cảm thấy rất là đẹp và cảm thấy rất vui vì mình đã đóng góp cho
nơi mình ở những tuyến đường đẹp và khang trang như vậy. Để những bồn hoa luôn rực rỡ sắc màu, hàng tuần các thành viên trong đội sẽ cùng các bạn đoàn viên thanh niên trồng thêm hoa, vệ sinh sạch sẽ các thùng đựng rác và các tuyến đường xung quanh. Nô nức và rộn rã, màu áo xanh tình nguyện đã về với khắp nẻo đường quê, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp. Thực tế thì khi cùng mọi người cùng chúng ta góp sức vào cho con đường này, con đường hoa này thì nói chung là nó thay đổi rất nhiều. Ý thức của người dân cũng khác đi và từ khi khách du lịch cũng cảm nhận rằng là biển Thạch Hải đã nên thơ. Cái thời gian vừa rồi đấy thì nhờ được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đoàn, Trung ương đoàn, tỉnh đoàn huyện đoàn có cái chỉ đạo là thành lập được cái tổ tuyên truyền viên, tổ đã có cái phối hợp với trường Nguyễn Trung Thiên trong cái năm 2018 là ra quân hai đợt, có hơn 800 học sinh đã cùng với địa phương đã thu gom được hàng trăm tấn rác thải để thu gom đưa đi nơi xử lý. Đặc biệt là trong công tác hoạt động của cái đội tuyên truyền là họ có những cái sáng tạo dùng cái lốp ô tô phế thải hơn 200 cái rồi làm cái chậu hoa được hơn 80 cái chậu hoa và làm được hơn 8 cái thùng thu gom rác dài hơn 90 mét đặt ở trên khu du lịch tắm biển của Thạch Hải, làm thêm cái cảnh quan đẹp và du khách đến đây ai cũng tầm tắc khen. Các đội đã xây dựng được thói quen định kỳ 2 tuần một lần phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của địa phương vận động đoàn viên, hội viên ra quân vệ sinh môi trường tại các địa bàn khu dân cư, khu công cộng, giải tỏa xử lý hàng trăm điểm đen về rác thải. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội đã tuyên truyền vận động và trực tiếp cùng bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên trồng mới hơn 200 cây xanh, xây dựng 12 km hàng rào xanh với các loại cây nguyệt quế, chè tàu, chuỗi ngọc. Khơi thông, nạo vét hơn 20 km kênh mương, cống rãnh. Sử dụng lốp tái chế 106 bồn hoa thanh niên, 25 thùng rác thân thiện với môi trường. Các bãi biển đã lấy lại được vẻ trong xanh, sạch đẹp nhờ sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền cũng như chương trình Hãy làm sạch biển mà các đội tuyên truyền bảo vệ môi trường đang duy trì tại 4 địa phương ven biển là xã Cẩm Sương, huyện Cẩm Xuyên, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Các cái hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được các cấp bộ đoàn của tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chú trọng triển khai với nhiều cái mô hình, cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ thực tiễn hoạt động thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn nhận thấy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và đoàn viên thanh niên là nội dung hết sức quan trọng, cần được làm thường xuyên và làm có phương pháp phù hợp, hiệu quả. Chính vì vậy, bám sát cái chủ trương của Trung ương đoàn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 5 đội tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã và nhanh chóng đi vào hoạt động, bước đầu đã khẳng định được tính hiệu quả của mô hình. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng những cái đội hình này sẽ phát huy được cái vai trò nòng cốt trong tác tuyên truyền bảo vệ môi trường tại cơ sở, để từ đó tiếp tục nhân rộng, lan tỏa ra các địa phương, đơn vị khác trên địa bàn toàn tỉnh. Trên những nền tảng và kết quả ban đầu đã đạt được, mô hình đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục được phát triển, nhân rộng với phương pháp tuyên truyền, vận động, cách làm sáng tạo, hiệu quả để từng bước tạo chuyển biến thực sự về nhận thức cho cộng đồng, xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, nông thôn, qua đó biến những vùng quê trở nên sạch đẹp và đáng sống hơn. Sự say mê nhiệt tình của các đội tuyên truyền viên đã động viên cổ vũ lớp trẻ, nâng cao tri thức sáng tạo, xung kích tình nguyện với tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Chính họ đã và đang xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới từ những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.